Vâng, Hoàng Giao Đô xin mến chào các bác nhé. Hôm trước thì bên Hoàng Giao Đô có nhận một cái chiếc loa AR2 4 loa này của một bác khách này. Thì trước khi mang đến đây ấy, thì loa của bác ấy là chết bát, chết chung. Đấy, tép thì vẫn sống. Thì sau khi mà bác ấy mang đến đây thì bên em đã sửa xong và đã bàn giao cho bác ấy là xong rồi. Tức là khi bàn giao cho khách là bên em đều có test lại cho bác ấy nghe. Nhưng sau khi bác ấy mang về, bác ấy cắm vào con Omni 5000X, bản này là bản bao nảy của bác ấy, thì được một lúc thì loa lại không nói. Thì em đã nghi cái vấn đề rồi, bởi vì là không có một vấn đề gì mà loa tự nhiên lại chết cả bát cả chung được. Bởi vì loa nghe nhạc thì thông thường là chỉ để nghe nhạc rồi, không ai để hát cả. Mà chết được cả loa bát loa chung cùng một lúc thì em mới đặt ra một cái câu hỏi là chắc chắn là nó đã có vấn đề từ âm ly. Đấy. Thì sau khi em có nói với bác cái câu chuyện là về bác phải kiểm tra âm ly đi, thì bác ấy bảo âm ly thì vẫn nghe bình thường. Đấy, vẫn nghe bình thường. Đấy. Thì sau khi chiếc loa này về lại bị hỏng tiếp thì em mới bảo là bác mang ngay âm ly và loa đến để kiểm tra. Thì sáng ngày hôm nay là sáng thứ 6, em cùng với các anh em kỹ thuật kiểm tra thì loa bát thì đã không nói. Âm ly thì rất là bẩn. Vâng ạ, âm ly cực bẩn ạ. Trước khi vệ sinh nên bọn em phải vệ sinh sạch sẽ và thổi hết bụi mặt trên mặt dưới. Tụ thì một cái bị sùi rồi, vì âm ly này bác cũng dùng phải hơn chục năm rồi. Thứ hai nữa là bình thường các âm ly khác ấy là dùng đồng hồ đo điện ấy, mình sẽ đo ở trên các chân loa, là không, nguyên tắc là không được rò điện áp ra loa. Đấy. Nhưng cái âm ly này của bác ấy rò lên ra tận 35V. Đấy, thì đấy chính là cái nguyên nhân nó gây chết loa của bác nhé. Đấy, thì hôm nay em làm một cái video này để hướng dẫn các bác cái cách chúng ta kiểm tra để chúng ta biết được là âm ly của chúng ta có hoạt động tốt hay không. Bởi vì cái mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, mà chúng ta phải sử dụng những cái đồng hồ hoặc sự để đo và kiểm định thì chúng ta mới biết được là âm ly nó có hoạt động tốt hay không. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bác cái cách chúng ta kiểm tra âm ly như thế nào. Thì cái cách kiểm tra nó cũng không có gì khó khăn cả. Thứ nhất là mình phải có một cái đồng hồ đo điện áp. Đấy, để ở điện là thang điện là DC nhá. DC là điện một chiều ạ. Các bác nhá, để điện một chiều. Các bác này nhìn một con âm ly chuẩn như thế này nhá, là nó sẽ không có bao giờ có điện áp. Các bác nhá. Các bác nhìn này, khi em cắm đây nhá, tất cả các đây, cái phần các bác nhìn đây này. Đấy, các bác muốn đo biết đo đúng hay không ấy, các bác nhìn này, đây một chân âm chân dương, các bác đo đúng một chân cầu loa nhá. Đấy, bây giờ đang để cầu B này, đang để cầu B nhá. Này. Dây đo em cắm, que đo em cắm ở âm nhá, âm đen và đen là âm, dương đỏ là dương nhá. Và đồng hồ đây, các bác nhìn này. Nó sẽ không được phép dò điện áp các bác nhá. Kể cả nếu có phép thì nó chỉ dò một tí tí thôi thì còn chấp nhận được. Ví dụ thế. Còn chuẩn xác nhất là không được dò. Đấy. Đây các bác nhìn. Nó không dò một tí nào luôn nhá, đồng hồ này, không có một tí nào nhá. Được chưa? Đấy. Không dò một tí điện nào. Đấy là chiếc âm ly chuẩn ạ. Chiếc âm chuẩn nhá. Chiếc âm ly chuẩn. Còn bây giờ em sẽ tháo cái que đo ra và em sẽ đo sang cái chiếc âm ly của bác ấy. Đây, chiếc âm ly của bác ấy giờ hiện nay đang tắt điện nhá. Và bây giờ em sẽ tiến hành này. Em sẽ cài đấy, cài que đo vào cầu loa A nhá. Đấy, các bác nhìn nhá. Được chưa? Và đây là đồng hồ của em đây. Các bác nhìn rõ nhá. Đấy, và bây giờ bây giờ mình sẽ bật điện này. Bật này. Bật cầu A này. Đấy, các bác nhìn này. Thông số này. 35 mấy V. Thế khủng khiếp các bác. Đấy. Tức là điện áp đang dò ra loa rất là cao, 35V. Đấy. Tắt này, tắt là hết nhá. Tắt này, suất âm tụ mà. Khi mình tắt nguồn là tụ nó suất âm là sẽ điện áp nó sẽ giảm đi. Đấy, vì đây là âm ly suất âm tụ. Đấy, nên tại sao những dòng âm ly suất âm tụ khi các bác tắt âm ly đi thì nhạc nó vẫn ra loa đúng không ạ? Xong nó nhỏ dần. Đấy là do tụ nó suất âm, tức là điện ở tụ nó đẩy ra. Đấy thì các bác thấy nó sẽ về không. Đấy là khi mình tắt âm ly đi. Còn khi mình bật âm ly lên này là nó sẽ phải lại lên tiếp này. 35 luôn. Đấy, đây chính là cái nguyên nhân mà nó hỏng loa các bác này. Có những cái mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, mặc dù chúng ta thấy bảo là cái loa nó vẫn nói bình thường. Cái loa nó vẫn nói bình thường, nhưng vấn đề các bác hình dung là khi các bác nghe đâu hoặc khi các bác cắm điện ở đó thì điện áp nó đã vô tình nó đã làm cái cuộn dây dao động và cái điện áp nó sẽ gây ra cái nhiệt độ và nó sẽ làm hỏng cái cuộn dây đó. Vì cái cuộn dây đồng của chúng ta, cái côn loa nó rất là mỏng manh, thì khi cái điện áp nó vào khác gì là chúng ta đưa một dòng điện vào cuộn dây đúng không ạ? Trong cuộn dây thì có dao động từ, thì nó sẽ vô tình nó sẽ làm hỏng cái côn
cái côn chứ là cái cuộn dây. Đấy, đấy chính là cái nguyên nhân mà gây hỏng loa. Nếu mà không kiểm tra cái âm ly này mà cứ đi sửa loa thì các bác có sửa 10 lần cái loa nữa thì các bác về vẫn dùng vẫn bị hỏng thôi. Bởi vì cái nguyên nhân ấy nó là ở cái này. Cái âm ly này nó đang gây bệnh chứ không phải là do cái loa. Nên chúng ta khi tìm ra một cái nguyên nhân ở đó, chúng ta phải biết được cái nguyên nhân nguồn gốc nó bệnh nó ở đâu ra, sinh ra, phát ra thì chúng ta phải giải quyết ở đó. Chứ đừng có nghĩ rằng là âm ly tôi đang dùng bình thường. Bác ấy bảo anh cứ khẳng định rằng là âm ly vẫn dùng bình thường, vẫn nghe bình thường, không có vấn đề gì cả. Đấy, đấy là nhiều khẳng định của bác ấy. Nhưng đấy là điều khẳng định của bác thôi. Nhưng còn về chuyên môn kỹ thuật của góc độ người sửa như bọn em thì bọn em phải tiến hành phải đo kiểm tra rất là nhiều cái công đoạn khác. Thì nó phải thể hiện một con số các bác nhé. Nó phải thể hiện một con số chứ không thể là thể hiện bằng cái gọi là cái mình nghe nhìn nhận được. Đấy, thông số nó sẽ là cái kết quả chính xác nhất để chúng ta biết rằng là âm ly nó có hoạt động tốt hay không. Bằng cái kết quả đo như vừa nãy thì các bác nhìn thấy rằng là điện áp xuất ra cầu loa là tới 35V, trong khi đó những âm ly tiêu chuẩn, những cái dòng âm ly hoạt động đúng bình thường là nó sẽ không được phép có một cái điện áp nào ra loa các bác nhá. Đấy thì cái video này em cũng chia sẻ với các bác để chúng các bác nắm bắt được cái cách chúng ta kiểm tra nếu chúng ta có thiết bị đo, hoặc chúng ta có thể bê âm ly ra một cái quán đồ điện tử nào đó chúng ta nhờ người ta đo hộ các bác nhá. Đấy, nếu mà loa của các bác đang nghe bình thường thì không sao cả. Nhưng nếu mà nó có cái hiện tượng mà đang nghe mà loa nó bị hỏng thì chúng ta phải nên kiểm tra âm ly trước nhá. Bởi vì bình thường loa thì nó rất ít hỏng các bác nhá. Tỷ lệ hỏng nó rất là thấp. Nhưng mà nó bị hỏng thì chúng ta phải nghĩ đến âm ly đầu tiên. Thì chúng ta nên kiểm tra âm ly trước, nhất là những dòng âm ly nào nó quá cũ hoặc những âm ly nó quá là bẩn. Đấy, ví dụ như chiếc âm ly của bác ấy quá bẩn luôn. Bây giờ vệ sinh thì nó đã sạch rồi, còn thực ra bụi rất nhiều ạ. Và cái bụi ở Việt Nam ấy là cái bụi khi cộng với cái nhiệt độ và cộng cái độ ẩm theo những cái mùa nồm ẩm ấy, ở miền Bắc chẳng hạn, là nó sẽ dẫn điện các bác nhá. Nó sẽ dẫn nó chính là cái môi trường dẫn điện và nó sẽ gây chập cháy đến âm ly. Như cái âm ly này là cái tụ, một cái tụ nó đã bị phồng ra rồi. Đấy, khi tháo tại đáy ra, tháo cái đáy âm ly ra thì một cái tụ đã phát hiện là bị phồng rồi. Đấy, thì em cũng chia sẻ với các bác này như thế. Thì chúng ta có đầu chui audio thì chúng ta cũng phải là của bền tại người. Chúng ta phải thứ nhất là phải vệ sinh lau chùi thường xuyên. Thứ hai là chúng ta phải khi chúng ta nghe thấy nó có cái gì khác lạ một chút thì chúng ta phải mang đi kiểm tra luôn các bác nhá. Đừng để nó nặng quá. Nó nặng quá thì nó sẽ gây cháy loa, hỏng loa các bác nhá. Và những cái cặp loa đắt tiền thì nó có giá trị, mà bây giờ mình sửa lại, mình cuốn lại thì nó sẽ mất giá trị của cái cặp loa rồi. Thế thì đây thì em cũng là một cái bài chia sẻ, cũng tiện thể đây là những cái bệnh mà cũng không mấy khi gặp, nhưng vấn đề là mọi người phải biết cách xử lý nó và biết cách kiểm tra nó các bác nhá. Đấy thì em chia sẻ thế. Còn bác nào mà chúng ta cần hỗ trợ về vấn đề đầu cối rồi là đầu CD âm ly cần sửa cái đồ thì các bác liên hệ bên em sẽ tư vấn cho các bác và sẽ sửa chữa cho các bác ở mọi miền tổ quốc nhé. Kể cả các bác không mua bên em và mua bất kỳ ở bên nào cũng thế thôi, bên em vẫn nhận hỗ trợ các bác những cái dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng đấy, rồi cân chỉnh các thiết bị như đầu băng cối CD các xét và làm các chương trình băng cối CD các xét các bác nhé, và tư vấn các dòng loa. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hy vọng trong qua video này thì các bác có thêm một cái chút kinh nghiệm nữa để chúng ta có những cái bộ dàn âm thanh nó hoạt động bền bỉ hơn nhé. Cảm ơn và em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo của Hoàng Giao Đô ạ.